chào tất cả các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh YouTube của mình. Hôm nay thì dòng nước chảy rất là mạnh, thì một số nước cảm thấy qua mắt hơn các bạn. Nhìn ra phía xa thì không khí xà lan đang tiến về phía cánh nha các bạn. Lúc này thì mình cảm thấy rất là hợp khi mà sắp sửa chứng kiến cảnh tượng nguy hiểm này nha các bạn. Mình nghĩ thì hai người có mặt trên chiếc xà lan này cũng rất là gan dạ nha các bạn. Khi mà đi trên cửa cống như thế này thì cảm giác mình cũng rất là sợ như vậy. Tiếp tục là cái chiếc xà lan thứ hai đang tiến thẳng về cửa cống như thế này. Tình huống này nguy hiểm cũng không thua gì với tình huống trước đó nha các bạn. Tiếp theo là chiếc cây gỗ này mình nghĩ là nó sẽ mạo hiểm giống như là hai chiếc xà lan trước đó nữa bạn.
cuối thì chiếc ghe gỗ đã chao đảo hơn một chút nữa rồi. Và đây là chiếc xà lan thứ ba, thì chiếc xà lan này có kiểu dáng giống như là con cá mập như vậy. Chiếc xà lan này khi mà tiếp xúc từ trên cao xuống thì chiếc xà lan cũng rất là đẳng cấp và không có nghĩa tin giống như là những chiếc xà lan kia nữa vậy. Chiếc xà lan này nhìn to hơn qua chiếc xà lan vừa rồi, thì chúng ta nên di chuyển với tốc độ nhanh đến nơi cuối cống như thế này.